Kính chào các bạn, hôm nay mình trở về cái nơi mà nông thôn đây các bạn, nơi đồng quê đó các bạn. Ở đây là các bạn thấy không, một cái quang cảnh là cây cối rất là tốt các bạn. Có đứa anh nó nói là có mồ mả này. Có chứ, ở gần đây có chứ. Nhưng mà cái chuyện đó thì đương nhiên thôi, cũng không quan trọng đâu. Bởi vì có sinh thì có tử mà. Chúng ta hôm nay là con người, ngày mai cũng trở thành nấm mồ thôi. Quan trọng thời gian các bạn. Thời gian nó đến với mình là mình cũng trở thành nấm mồ thôi. Đơn giản là vậy các bạn. Anh em người ta nói đâu có sai đâu, người ta nói đúng. Mồ mả là cái chuyện đó, là một cái chuyện mà ghi lại cái quá khứ của cuộc đời của một con người các bạn. Để mình cho các bạn xem là, các bạn nghe không? Nghe những cái tiếng chim hót mà những cái tiếng chim hót rất là lạnh lót các bạn. Các bạn lắng nghe cái gì? Đúng không? Đây là một cái cánh đồng mà mọi người ta đang trồng dưa đây các bạn. Trồng dưa hấu các bạn. Còn đây là các bạn thấy không? Một cái con đường phải không các bạn? Một con đường. Cây cối xung quanh nè. Cái bờ tường này, cái bức tường này là cái trang trại mà một cái anh ở kế bên này người ta đang chăn nuôi trâu bò các bạn. Đây là một cái tiệc rượu đơn giản thôi các bạn. Một cái tiệc rượu rất là đơn giản. Ở một cái nơi mà rất là yên bình các bạn. Một tiệc rượu đơn giản các bạn. Các bạn thấy không? Một cái bờ rào của một cái trang trại mà cái đem ở gần đây người ta chăn nuôi trâu bò các bạn. Để mình đi ra con đường này các bạn. Con đường này. Lúc này là cũng gần 4 giờ rồi các bạn. Nhưng mà trời vẫn còn nắng khá tốt. Còn nắng rất tốt các bạn. Các bạn chắc đã nghe những cái tiếng chim hót các bạn. Đây là các bạn một cái tiệc rượu rất là đơn giản các bạn. Các bạn thấy không? Những con khô các bạn. Đây là cũng những cái các bạn thấy không? Đậu bắp rồi khô. Chỉ có vậy thôi các bạn, đơn giản. Nhưng mà rõ ràng rằng là có nắng có gió các bạn, có nắng có gió. Các bạn nghe rất rõ, rất rõ những cái tiếng chim hót nha các bạn. Mình chuẩn bị tạm dừng video ở đây các bạn ơi. Kính chào tất cả các bạn. Một lần mình cũng hơi tiếc nha. Để nghe các cái tiếng chim hót nha các bạn. Mình chuẩn bị kết thúc video này ở đây. Mình chào tất cả các bạn nha. Chuẩn bị mình kết thúc video, nhưng mà nghe cái tiếng chim hót mình cũng tiếc các bạn. Các bạn lắng nghe những cái tiếng chim hót rất là lạnh lót các bạn. Rồi, thôi mình tạm dừng nha các bạn.